Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2021 nha anh em. Mình xin dừng kỹ con Vũ để giới thiệu với anh em là 11 hoa mai vàng ha. Mình quan sát hôm nay anh Vũ lên hàng khá đẹp và VIP để phục vụ cho anh em nha anh em. Để mình sẽ lựa từ cây số 1 tới cây số 11 cho anh em xem ha. Đây là cây số 1, cây mai vàng bonsai lùng rực xù chảy nha anh em. Chót lọt búp măng ha, đấy khủng. Cây số 1 là cây mai vàng bonsai lùng rực xù chảy chót lọt búp măng nha anh em. Số 2 là thân trực ha, xù đấy khủng. Số 3 là cái mai vàng thân trực chi cành múa nhạo cổ nha anh em. Rồi mình không biết anh Vũ sắp vị trí nào, mình quay sơ lược hạo vậy đó. Anh em ưng cái nào mình vô chung kết chứ anh Vũ ha. Mình đón xem bên đó mình vô chung kết anh Vũ nha anh em. Hàng sau lưng là hàng giá sinh viên không nha anh em. Giá vài trăm cũng có luôn ha. Rồi không mất thời gian với anh em nữa, mình vô cụ thể với anh em luôn ha. Rồi anh Vũ ơi. Rồi, để nói xin chào cả anh em trước ha. Hôm nay chương trình mình lên là có 11 con phải vàng nha anh em. Nhất là số điện thoại đinh gục 907 914 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái màn hình để chứng màu xanh nha anh em, dễ quan sát nha anh em. Đó là cây số 1. Cây mai vàng bonsai lùng lực xù chảy ha. Để 24 giờ khủng nha anh em. Quá trời bộ đế ha anh em. Thường xù là bóp hậu thắt đế ha, xù này bộ đế anh em khỏi nói rồi ha. Dết chết lầu luôn ha. Đế cùng tay tay không ha. Quá trời cái xù đã ha anh em. Anh em coi nước xù nữa nè. Xù hết cây luôn nè, nó trên hồ đế quá đẹp nè. Xù đế này là chơi như ý ha. Chốt đọt luôn ha. Tay cạnh em này bẻ qua lại mình chơi ha. Đặc biệt nước xù. Rồi, cho nó số luôn gục. Từ mình tả sao nữa ha. Còn thân anh em nói là 40 nha anh em. Còn thân là 40. Cao 56. Chiều cao 56. Đỉnh bầu 59. Đỉnh bầu 59. Rồi cây mã số 1, cây mai vàng bonsai lùng lực xù chảy này giá xanh gục ơi. Rồi cây mã số 1 là giao luôn em, giá là 7 triệu 8 nha anh em. Rồi cây mã số 1 cho 7 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em xếp mọi miền tôi quá ha. Quá trời nó xù nữa anh em nè. Xù hết cục này luôn ha, nó xù lên tới trên đây luôn nè ha. Này có nó xù nè. Rồi, mã số 1 7 triệu 8 nha. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là mai vàng bonsai lùng lực xù chảy. Cái gì? Không có lùng lực nha, dốc độ búp măng nha nè. Cây này để bà hết sảy ha, anh em vô đế nè. Giá sao anh? Giá sinh viên ha. Sinh viên, ok. Rồi, không số luôn đi. Họ không số lên cột coi. 27 bình thân nha anh em. Bình thân là 27 nha anh em. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Đường kính bầu 35. Đường bầu 35. Rồi cái mã số 2 giá sao anh gục ơi? Rồi, mã số 2 giao lưu với anh em giá cũng đó là 1 triệu ha. Rồi cái mã số 2 với 1 triệu nha anh em. Đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là mai vàng thân trực nha anh em. Đế cũ đẹp ha. Quá trời cũ đẹp ha. Cái này anh em lập cái nón lên trời ha. Và đặc biệt là giá sinh viên ha. Giá sinh viên. Rồi, thông số lên gục ơi. 31 bình thân nha anh em. Bình thân là 31 nha anh em. Chiều cao 94. Chiều cao 94. Đường kính màu 42. Đường màu 42. Rồi cái mã số 2 là giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 3 này giá của nó là 1 triệu 2 luôn nha. Rồi số ghi anh em cái mã số 3 giá 1 triệu 3 nha anh em. Giá 1 triệu 2 hả? Ờ, triệu 2, triệu 2. Rồi số ghi anh em là giá cây mã số 3 giá 1 triệu 2. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 4, cái mai vàng bonsai lùng lực cho anh em. Để 24 giờ ha. Cũ gì cũ sứ luôn ha anh em. Cũ gì cũ sứ ha. Rồi. Quá đẹp. Thông số luôn gục ơi. 28 bình thân nha anh em. Bình thân là 28 nha anh em. Cái cũ nó tầm 59 luôn nha anh em, thấy ghê không? Cái cũ 59 nha anh em. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Được đến bầu 44. Đến bầu 44. Rồi cái mã số 4 này giá sao anh gục ơi? 4 này giao lưu nha em, giá 1 triệu 6 ha. Rồi cái mã số 4, cái bonsai lùng lực cái cũ đẹp giá 1 triệu 6 nha anh em. Rõ. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là mai vàng nha anh em, xù chảy ha. Thằng lắc luôn nha anh em. Anh em coi nước xù nữa nè. Quá đẹp. Bên đây xù luôn nè anh em. Xù lên tới trên luôn ha. Cây này xù nè. Một đặc biệt giá chi ăn cho anh em luôn ha. Ok anh gỗ. Quá trời anh em, cây mai xù luôn mà để đẹp luôn ha. Thằng nó có giọng chữ C ha. Rồi, học số anh gỗ. Quần thăng 32. Quần thăng là 32. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Đường kính bầu 39. Đến bầu 39. Rồi cái mã số 5 này giá sao anh gục ơi? Rồi cái mã số 5 này giao lưu em giá 1 triệu 8 luôn ha. Rồi cái mã số 5 cho 1 triệu 8 nha anh em. Hảo cho anh em ship bò miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 6, cái mai vàng bonsai lùng lực nha anh em.
búp măng luôn ha. Giót rọt búp măng. Rồi, thông số đi. Rồi, thông số luôn rồi. Để nó quái lắm nghe anh em. 36 bình thăng nha anh em. Bình thăng là 36 nha anh em. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Lưỡi bầu 54. Lưỡi bầu 54. Rồi cái mã số 6 này giá sao anh cục ơi? Rồi cái mã số 6 này giao luôn em giá 1 triệu 8 luôn ha. Rồi cái mã số 6 giá 1 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 7. Cũng là mai vàng nha anh em. Thăng trực đế đẹp ha. 1 2 3 độ luôn nha anh em. 1 2 3 độ. Để giá chết lầu như nữa. Đây bữa nay không có cây nào giá qua 2 triệu cho anh em. Ok. Rồi cho thông số luôn cục ơi. 33 bình thăng nha anh em. Còn thăng 33 nha anh em. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường màu 40. Đường màu 40. Rồi cái mã số 7 này giao luôn em giá 1 triệu 7 luôn ha. Rồi cái mã số 7 giá 1 triệu 7 nha anh em. Hỏi cho anh em xếp mọi miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 8. Cái mai vàng. Lùng lực gót đoạn búp măng nha anh em. Đới 24 giờ ha anh em. 24 giờ. Cái này anh em giọt nón là chơi ha. Rồi thông số luôn gục rồi. Còn thăng 36 nha anh em. Còn thăng là 36 nha anh em. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 49. Đường bầu 49. Rồi cái mã số 8 này giá sao anh gục rồi. Rồi cái mã số 8 này giao lưu với anh em giá cũng đó là 2 triệu ha. Rồi cái mã số 8 giá 2 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi gọn á. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Cái mai vàng lùng lực gió đỏ búp măng ha. Đế 24 giờ nha anh em. Khá đẹp ha. Khá đẹp thế nè. Rồi. Rồi thông số luôn ngục ơi. 29 bình thăng nha nè. Bình thăng là 29 nha nè. Chiều cao 51, đường kính bầu 48. Chiều cao 51, đường kính bầu 48. Rồi cái mã số 9 cái mai vàng lùng lực này giá sao anh gục ơi. Rồi mã số 9 mai vàng lùng lực này giá 2 triệu 2 nha anh em. Rồi cái mã số 9 giá 2 triệu 2 nha anh em. Hổ cho anh em mới ship mọi miền tao quá ha. Quá trời đấy khủng ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 10 cái mai vàng thân trực quân tử tại cành muối nhậu cổ đế đẹp nha anh em. Cây này là anh em về chơi liền nghe bông đẹp luôn nha anh em. Bông đẹp ha. Ừ. Có xác thực được bông lên bao bông ha anh em. Một đình một cho anh em. Quá nói chuyện bằng công văn ha. Đế nhìn nó phơi ha. Thấy quá đẹp. Phải cả nó múa anh em này về làm ăn chơi ha. Thông số rồi cho thông số lên gục rồi. Bình thăng nó là 34 nha. Bình thăng là 34 nha anh em. Cổ đế tổng của nó là 114 nha. Cổ đế tổng 114. Cao 1m4 ha. Cao 1m4. Rồi cái mã số 10 giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 10 này giao luôn em giá 4 triệu 8 nha. Rồi cái mã số 10 giá 4 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em. Số luôn cho gàng tài luôn nha anh em. Cái anh em về chơi là vô dĩ nguyên cái cục đế trên mặt chậu ha. Ok, rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 11. Cái mã vàng thân trực nha anh em. Đế khủng sù chảy ha. Đâu, anh Vũ ơi, anh lấy cái xô bê anh đưa cho bộ đế rồi. Ta hình dung của anh Vũ nhiều khi không, ta không chuyên á. Đây, không xì nhơi gì cái thùng bộ đế nha nè. Quá trời cục đế ha. Để vết vết lầu nha nè. Để quá khủng ha. Giá mềm không anh? Giá mềm ha. Xù chảy luôn nha anh em. Xù chảy ha. Anh em nhìn mặt này nè ha. Đó nè. Anh em thấy không? Nó lên nè. Đó. Xù hơn con tại hết trơn ha. Ok. Tập cái cục đế dữ lắm nha anh em. Nó hợp cái đủ rồi. Quá dữ. Không hợp đi. Quá trời cục đế ha. Cây này anh em về chơi đế nha ha. Có cái phước điểm ha. Để báo cho anh em ha. Rồi có khuyết điểm gì mình báo công khai anh à. Rồi có gì đâu mình nói cứ nói đi Vũ ơi. Này nó bị là tàn phai năm tháng anh em. Tàn phai hai năm tháng nó bị tét nhánh đó. Nè, sạch đá chơi ha. Mình xử lý rồi hết nè anh em thấy không? Nó cuốn mép vô nè ha. Ok để em quay. Cây này mình về chơi cây cổ nghe anh em. Có nghĩa là ở đây nó đứng hình nó sạch nó không có một bọng gì nữa nha anh em. Không chơi nữa ha. Đó. Anh sao ha? Cây này mình chơi theo cái cây cổ ha, tàn phai năm tháng ha. Nên nó bị vậy nên cái giá tiền nó khập khỉnh lên nha anh em. Đó. Đó lắm anh em. Cây này mà không có cái này thì cây này tầm giá mười mấy ha. Rồi. Rồi mình cho thông số lên gục. Chơi thoải mái không có chết chóc gì nghe. Đế xanh giờ hết ha. Tại nó có chút khuyết điểm đó. Thì anh em là chơi chuyên cũng hiểu mà ha. Cái này chủ nhà hôm đó cái chảy mấy cài đó rồi quẹt rồi bỏ tại cây thiên nhiên mà. Hoàng thăng nó 50 anh em. Hoàng thăng là 50. Cục đế của nó tới 170 rồi nha. Cục đế đặt 170 nha anh em.
cao 92. Chiều cao 92. Để nào ra đó ha. Rồi, cây mã số 11 là giao lưu với anh em là giá 6.9 ha. Rồi, cây mã số 11 giá 6.9 nha anh em. Lập cũ ha. Ồ, cây này anh em chơi cục đế không là đủ tiền rồi ha. Rồi. Thêm của mình nước nó xù nè. Rồi xin nhắc lại với anh em là cây mã số 11 giá 6.9 ha. Cây mã số 11 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nó có thích cái nào có liên hệ trực tiếp đến Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nó có ý chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh cũng được đi xem cây liên hình phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.